Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu cái phần filter của Photoshop các bạn ha. Thì bữa trước chúng ta đã tìm hiểu một số chức năng cơ bản của phần nhóm filter ở trên. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một số nhóm ở dưới các bạn ha. Thì rất là nhiều. Ví dụ như chẳng hạn chúng ta lướt vào cái blur này nè, cái công cụ làm mờ, filter làm mờ á ha. Thấy rất là nhiều chức năng. Hoặc là distort ha, rất là nhiều. Ngoài ra chúng ta sẽ cài thêm một số cái ở bên phía ngoài vô nữa ha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cái blur ha. Chủ yếu hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cái blur này nè. Cũng là công cụ làm mờ giống như cái công cụ bên đây ha. Nhớ cái blur tool này không? Giống như giọt nước mà bắn vô mắt mà làm mờ đó. Thì cái blur bên đây cũng tương tự ha. Thì chúng ta sẽ thử cái fill blur này là cái vùng làm mờ các bạn ha. Bạn kéo nè. Càng kéo thì làm mờ. Thì kéo ở đây chúng ta phải kéo bên đây cũng được. Ha. Đó. Thì sau khi chúng ta ok, chúng ta sẽ đồng ý, chúng ta sẽ ok. Rồi, nó sẽ mờ hết cái vùng của chúng ta các bạn ha. Rồi, ví dụ chúng ta sẽ tạo một cái ví dụ như sau ha. Chúng ta chọn vùng ở giữa nè. Ta nhấn phím delete đi ha. Thì chúng ta sẽ tạo được một cái khung ở bên ngoài cũng rất là ấn tượng các bạn ha. Đó. Ứng dụng cái bài bữa trước là blending nè ha. Tạo cho nó cái bóng ở trong, inner shadow nè. À, thấy cái hình chúng ta nó sẽ rất là đẹp. Chỉ một ứng dụng nho nhỏ thôi ha. Rồi chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một chút nữa ha. Ví dụ như là Iris Blur ha. Là cũng làm mờ nhưng mà cái vùng của chúng ta là vùng hình bên đây ha. Chúng ta có thể kéo ra. Đó. Đâu ok ha. Đó, chúng ta cũng được một bức hình rất là ấn tượng ha. Rồi ngoài ra cái blur nó còn giúp chúng ta một số cái như sau. Ví dụ như tấm hình mẫu này ha. Các bạn thấy cái phía sau lưng cái tấm hình của mình đó, nó chưa có xóa phông đẹp hẳn ha, thì chúng ta sẽ tạo một cái lớp mới nè. Ứng dụng cho những cái mấy cái thuật số đó ha, mấy cái được số chúng ta chụp lên nó sẽ không có xóa phông được. Thì chúng ta sẽ ứng dụng như sau ha. Nào, quan sát ha, cái blur của chúng ta nó sẽ có một cái là Gaussian blur, nó cũng là cái công cụ tạo mờ giống như nãy giờ chúng ta làm thôi, nhưng mà nó sẽ ứng dụng cho cái xóa phông. Hay các bạn sẽ canh xóa phông vừa đủ ha cho nó thật ha. Đó, ví dụ như thế này ha, chúng ta ok. Rồi chúng ta sẽ dùng With Selection Tool, chúng ta chọn cái vùng người mẫu nè ha. Rồi mình ví dụ như sơ lược như thế này đi ha. Rồi. Chúng ta sẽ mở cái lớp mờ lên ha, chúng ta sẽ xóa vùng người mẫu này để người mẫu rõ lên. Đó, thì chúng ta có sẽ một cách xóa phông nhanh ha, ứng dụng cho mấy cái thuật số mà chụp ra nó không có xóa phông sau lưng á. Thì khi chúng ta làm cách này thì hình ảnh của chúng ta nó sẽ nổi bật chủ thể lên ha. Rồi mình cũng sẽ tìm hiểu tiếp theo cái blur. Ví dụ như blur, những cái cần thiết thôi ha, chúng ta sẽ không tìm hiểu hết vì rất là nhiều ha. Rồi cái Gaussian blur, rồi Lens blur. Cũng là những cái hiệu ứng mờ thôi nè, các bạn nhìn cái vùng này nè, vùng cỏ này nè, này cũng là hiệu ứng mờ thôi. Đây chúng ta tìm hiểu thêm một cái nữa là motion blur. Cái motion blur này là chức năng là gì? Chúng ta sẽ mở cái hình mẫu lên. Cái hình chúng ta như thế này. Rồi chúng ta sẽ tạo một cái lớp mới, chúng ta sẽ chọn tiếp blur, motion blur. Các bạn thấy hiệu ứng nó như thế nào? Nó giống như là một cái chiếc xe chạy nhanh đúng không các bạn ha? Rồi chúng ta có thể xoay lên nè, cái hướng blur của nó sẽ hướng theo hướng xéo ngược lên ha, hướng xiên. Đó, còn này là hướng thẳng nè ha.
đó, da giảm nữa rồi ha. Rồi chúng ta sẽ ok lớp trên mờ rồi nè, chúng ta sẽ dùng cái gơm ha, cục gơm của chúng ta sẽ chùi. Lưu ý chúng ta sẽ giảm xuống chút xíu nữa ha. Đó, rồi thấy là hiệu ứng của chúng ta là như chiếc xe này đang chạy rất là nhanh với tốc độ rất là cao. Thật ra xe này xe nít chỉ đứng chỗ thôi ha. Đó rồi, cái blur tiếp theo là gradient. Gradient blur giống như là dạng động đất phải ha, như là một cái chuyển động đó rất là mạnh. Bây giờ chúng ta sẽ mở hình mẫu lên ha, là vừa nãy là mỗi cái blur của chúng ta sẽ tìm một cái ví dụ minh họa riêng nè các bạn, lưu ý ha, các bạn sẽ nhớ ứng dụng riêng cho từng cái ví dụ minh họa nè ha. Rồi ví dụ như cái gì đó là rất là mạnh ha, giống như là động đất, giống như là quyền lực, thì chúng ta sẽ chọn blur, gradient blur ha, tạo cái lớp mới nè, gradient blur ha. Đó, ở đây nó sẽ có dạng zoom, là cái hình mình nó sẽ bị vỡ theo cái hướng chẻ ra phía bên ngoài ha. Chúng ta sẽ chọn thử nè. Đó, các bạn thấy không? Cái hướng hình nó sẽ tủa ra phía bên ngoài. Rồi, cũng gradient blur luôn. Chúng ta sẽ chọn là spin, là dạng lốc xoáy, là dạng xoắn vòng ha. Thì chúng ta cũng dùng gơm là chúng ta sẽ, đó, chúng ta sẽ thấy cái bức ảnh của chúng ta nó dạng, nó sẽ sống động hơn ha. Đó, nè, bét nè ha. Đó, nó có một số dạng thì chúng ta có thể tùy chỉnh và chúng ta ứng dụng vào ha. Càng kéo amount lớn thì cái độ, cái vòng xoáy của nó càng mạnh ha, nhìn càng sẽ càng chóng mặt hơn ha. Rồi, khi chúng ta đã làm cái bước vừa rồi là chúng ta sẽ chọn là gradient á, thì chúng ta sẽ ứng dụng những bức ảnh tiếp theo là bằng cách là Ctrl+F. Ctrl+F là gì các bạn, là sẽ lặp lại cái hiệu ứng này nè. Hiệu ứng chúng ta vừa mới làm là Radiant Tool, là Ctrl+F nó sẽ lặp lại. Thấy không? Nó sẽ lặp lại như hiệu ứng nãy chúng ta vừa làm ha. Rồi tiếp theo Blur, Sub Blur. Chúng ta sẽ cũng mở một cái hình mẫu nó lên để chúng ta thử ha. Sáp blur là nó sẽ thay đổi theo cái sáp ở đây nữa các bạn ha. Ví dụ như mũi tên, các bạn thấy cái hướng, cái những cái biến dạng của nó cũng theo dạng mũi tên nữa các bạn ha. Ví dụ như nốt nhạc nè, các bạn sẽ hình dung được những nó sẽ biến dạng theo những cái nốt nhạc nữa ha, nốt nhạc đè lên nhau. Ví dụ trái tim nè ha, biến dạng hình trái tim. Chữ C ha, bạn sẽ nó biến dạng theo chữ C vậy đó ha. Ở đây là nó sẽ biến dạng theo sáp và những cái mẫu sáp có sẵn ha. Đó, rồi Smart Blur thì nó cũng là những cái tạo mờ ha. Đó, thì đặc biệt là nó có cái một cái công cụ blur là Surface Blur, là chúng ta sẽ làm mịn hẳn một cái vùng chọn của chúng ta, làm mịn luôn. Chúng ta sẽ ứng dụng cho những cái bài tập làm mịn da. Thì đây thì mình cũng sẽ ví dụ cho bạn xem ha. Ví dụ như cái hình người mẫu của chúng ta là da là không có được đẹp lắm ha. Da của chúng ta sẽ không được đẹp lắm, thì chúng ta sẽ ứng dụng cái blur. Các bạn thấy rõ ràng không? Da chúng ta rất là khác biệt ngay lập tức. Thì cái bài mà làm về mịn da thì mình sẽ nói sâu hơn một cái bài sau các bạn ha. Rất là tuyệt vời các bạn ha. Đó, hình mình chúng ta rất là đẹp. Nó tương tự như cái công cụ filter Next Image. Chúng ta sẽ học sau với cái phần là làm mịn da ha, những bài tập cụ thể là mịn da. Thì cái này chúng ta sẽ tìm hiểu sơ thôi. Thì vừa rồi chúng ta vừa tìm hiểu sơ ha, một số cái
chức năng của filter blur ha. Mình sẽ nhắc lại, ví dụ Gaussian blur là tạo cho cái chủ thể chúng ta nó sẽ có được xóa phông sau lưng dành cho mấy cái luật số. Rồi motion blur là cái chiếc mô tô á, nó chạy có hiệu ứng chạy ha, là mô tô, xe hơi hoặc là tàu gì, lửa gì đó, nó sẽ có hiệu ứng chạy. Rồi radiant là hiệu ứng động ha, động đất, sóng thần gì đó ha, lốc xoáy gì đó. Rồi sáp là biến dạng, cái biến dạng theo cái sáp ha, theo cái hình mẫu. Hoặc là sunflare là làm mịn da. Rồi chúng ta vừa tìm hiểu xong cái filter blur, bây giờ các bạn có thể ứng dụng ngay liền ha. Phía dưới video clip có sẽ có bài tập mẫu thì các bạn có thể download về, các bạn ứng dụng liền để nhớ ha. Ngoài ra chúng ta có thể là tự đi sâu hơn vào những cái chức năng bên trong của từng cái thằng blur này ha. Rồi cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn thành công.